Hà Nội là một trong số ít địa phương mà học sinh có thời gian nghỉ Tết ngắn nhất với 8 ngày, từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng Quý Mão. Học sinh đi học trở lại vào thứ Sáu, ngày mùng 6 tháng Giêng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lịch nghỉ Tết nguyên đán cho học sinh là 12 ngày, từ ngày 18 tháng 1 năm 2023, tức ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày 29 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 8 tháng Giêng, nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ 14 ngày từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023, tức là từ ngày 25 tháng Chạp đến ngày 8 tháng riêng âm lịch như Yên Bái, Trà Vinh, Sóc Trăng, Lào Cai, Long An, Con Tum, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Bình Phước, Quảng Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng, Gia Lai, Phú Thọ, Đồng Tháp, Đắk Nông, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, cho học sinh nghỉ 12 ngày từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 27 tháng Chạp đến ngày 8 tháng Giêng âm lịch. Cần Thơ Bến Tre cho học sinh nghỉ 11 ngày từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023, từ 28 tháng Chạp đến ngày 8 tháng Giêng âm lịch. Học sinh Bắc Ninh nghỉ 10 ngày từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 8 tháng Giêng âm lịch. Với Thanh Hóa, học sinh các cấp học được nghỉ 14 ngày, từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1, tức là từ ngày 25 tháng Chạp đến ngày 8 tháng Giêng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa là địa phương trong nhóm tỉnh có số ngày nghỉ nhiều nhất đối với học sinh.